Mến chào quý vị khán giả, tôi là Thanh Thanh. Quý vị đang theo dõi thông tin thời sự tại chính thức Sky News, kênh cập nhật tin tức 24 giờ. Nghẹt thở, đập kính ô tô cứu em bé, dân bạn phẫn nộ kỹ năng sử dụng xe của người mẹ. Dù may mắn phát hiện và giải cứu em bé kịp thời mắc kẹt trong ô tô, tuy nhiên nhiều người vẫn không khỏi bức xúc với cách sử dụng xe của người mẹ. Mạng xã hội mới đây xôn xao khi xuất hiện một đoạn video ghi lại cảnh nhiều người dân hốt hoảng tìm cách phá cửa ô tô giải cứu một em bé bị nhốt trong xe đã tắt máy giữa thời tiết nắng nóng. Vụ việc được xác định xảy ra vào ngày 22 tháng 8 năm 2021 tại thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Theo hình ảnh được người dân quay lại bằng điện thoại di động, thời điểm xảy ra vụ việc nói trên, chiếc ô tô màu trắng hiệu Toyota Yaris đang đậu tại khu vực gần chợ Đại Từ. Chủ xe được cho là đã tắt máy, vào chợ mua hàng. Lúc này, một số người dân xung quanh phát hiện trong xe có một em bé mắc kẹt lại, trong khi thời tiết bên ngoài rất nắng nóng. Trước tình huống nguy cấp có thể khiến em bé chết ngạt trong xe, một số người đã cấp tập tìm mọi cách để mở xe. Mặc dù vậy, đoạn video cho thấy những người đàn ông đã phải loay hoay hơn 3 phút mới có thể mở được cửa xe và may mắn cứu sống em bé. Cả nhà ơi! Có ai hóng không? Chị Liễu ơi, đây là một bà mẹ đẻ con ở trong xe, đây là đi vào trong chợ. Okay. Có quay biển số xe đâu. Okay. Cho người ta biết. Cho con ở trong xe, đây là nóng quá, họ đang cậy cửa để bóp oxy. Đẻ con trong xe này, hay là họ phải cỡ mở ra bóp oxy vào cho nó. Mẹ đẻ con trong xe thế nào, họ phải mở cửa để họ bóp oxy vào, con ở trong. Họ đẻ con nhỏ trong xe đi. Bóp oxy vào, nó ở trong. Nóng quá bây giờ nằm xe. Cả nhà có ai hóng không? Ai hóng không? Chào cả nhà nhá. Cả nhà rút kinh nghiệm nha, đi chợ nha, không cho con hồi ô tô nha. Ôi, từ lấy đến giờ không đập luôn, từ lấy phải không? Đấy, ra rồi. Chở con mà ra được chưa? Đây họ đang mới ra, mẹ đi rồi. Mẹ đi để con ở trong đấy. Con vào đây. Để con ở trong nó khóa hố vào à? Khóa vào thôi, trong đấy nó nóng quá họ. Bóp một xì vào trong. Không, có mỗi đứa con trong đấy thôi, thằng con Titi kìa. Nhưng mà sao lại khóa vào nó không mở được xe ra? Họ đi rồi, họ để con ở trong đấy. Bây giờ nó trong đấy nó sắp ngạt, nó nóng quá để rồi nó nóng lại này, họ phải vậy họ bóp một xì vào. Mẹ đi rồi, mẹ đi vào chợ hay như thế nào? Yêu phải mẹ đâu. Không, không.